quá. Thôi nghỉ tí đã. Lại lười rồi đấy. Anh lười cái gì đâu. Anh á là còn phải chăm gấp 10 lần người khác nữa để sau này cưới em, lo cho em nữa cơ mà. Mà này, năm nay thi rồi đấy, em lo quá. Ui. Này, có anh ở đây rồi, em lo cái gì? Không phải lo gì hết nhá. Thưa chủ tịch, nước của anh đây ạ. Có chuyện gì mà anh vui thế ạ? Trông mà tôi vui lắm à? Vâng, em thấy anh cười nên đoán là anh có chuyện vui ạ. À, chắc là anh đi nước ngoài lâu ngày mới về, nhớ lại chuyện xưa nên là thấy lâng lâng vui phải không anh? Chuyện ngày xưa có gì mà vui chứ. Thôi rồi, cảm ơn cậu nhé. Cậu đi làm việc đi. Dạ vâng, em chào anh ạ. Tôi xin lỗi ạ. Tôi không cố ý. À, thôi không sao đâu. Chẳng may mà. Anh kiếm anh. Ô, tưởng ai? Hóa ra lại là cô vợ hụt của tôi đây à? Cô làm gì ở đây? Tôi tưởng là bây giờ cô phải đang hưởng sung sướng với cả ông chồng giàu có của cô rồi chứ. Anh thôi đi, anh đừng có mắt xỉa sói tôi như thế. Bây giờ tôi đang làm nhân viên tạp vụ ở đây. Cứng quá nhỉ, cái giọng vẫn cứng như ngày nào nhỉ. Nhưng mà ấy, nói cho cô biết, tôi ấy là chủ tịch ở đây. Để xem ý, là cô cứng được đến bao giờ nhá. Làm việc đi. Alo, cậu Vũ à? Cậu điều tra cho tôi ngay về cô My làm quét dọn ở công ty mình nhá. Điều tra luôn đi, tôi cần gấp đấy. Ừ, được rồi. My, em nói vậy là sao? Anh không hiểu. Anh cũng thấy rồi đấy. Nhà anh thì đang khó khăn, mình thì mới ra trường, công ăn việc làm thì chưa ổn định. Em nghĩ đây là cách tốt nhất rồi nên là... Nên là em chọn cách chia tay anh đúng không? Không, anh thấy cách này không phải là cách tốt nhất đâu, mà là cách tồi tệ nhất cho anh đấy. Em đừng bỏ anh mà. Anh nghe em đi mà. Không, em đừng bỏ anh. Anh sẽ cố gắng mà. Em phải tin anh, em chờ anh nhá. Anh còn phải tập trung lo cho gia đình nữa chứ. Không được như thế. Tránh ra. Anh Hải, anh làm gì ở đây đấy? Em bảo anh là đứng ở ngoài kia đợi cơ mà. Đợi gì hả? Đợi đến bao giờ? Anh đã bảo em rồi, đừng có lằng nhằng với thằng này. Chửi thẳng mặt lửa đi có phải nhanh hơn không? Sắp cưới đến nơi rồi, nhà tao việc. Hải, mày, mày vừa nói cái gì? Mày nhiếc à? À, để bố mày nói cho mày nghe nhá. Tao và My sắp làm đám cưới với nhau, hiểu không? Wedding. Ok, mày yên tâm đi. Tao không mời cái thằng nhà quê mày đến đâu. Đừng hy vọng. My, chuyện là sao? Em bỏ anh để theo nó đúng không? Là sao? Em nói cho anh biết đi. Là sao? Ê! Đừng động vào vợ bố mày.
My, có đúng là như vậy không? Đúng. Anh Hải thích em lâu rồi. Mà nhà anh Hải cũng có điều kiện nữa. Lại chả rõ. Em nghĩ anh Hải mới là chỗ dựa tốt nhất cho em. Rõ quá. Nên là từ giờ anh đừng làm phiền em nữa. Chúng ta kết thúc ở đây đi. Hiểu vấn đề chưa? Hiểu con người luôn. Nhờ. Nhờn. Ê My. My. À! Thưa chủ tịch, đây là toàn bộ thông tin về cô My mà em đã điều tra được đấy ạ. Đã ly hôn chồng rồi à? Vâng, chồng của My là Hải, chủ tịch của Destino. Hắn ta là một người vũ phu, thường xuyên đánh đập My. Hắn dùng tiền vào các mối quan hệ của mình để bắt My phải ra đường tay trắng. Sau đó thì ngang nhiên dẫn người mới về nhà anh ạ. Đúng quả báo mà. Anh nói gì thế ạ? À, không có gì đâu. Thôi được rồi, cậu đi làm việc đi. Dạ vâng, em chào anh ạ. Anh làm cái gì đấy? Này, cô lớn tiếng với ai đấy? Tôi không phải là thằng sinh viên nghèo hèn như ngày xưa để mà cô chà đạp, cô bắt nạt đâu. Lau đi. Anh bỏ ra cho tôi làm việc. Hay à, cứng quá nhỉ. Nhưng mà cứng như vậy, tại sao để cho thằng chồng nó đánh cho bầm dập hết cả mặt thế kia? Chuyện riêng của tôi, anh đừng có mà xen vào. Tôi chỉ đang quan tâm đến nhân viên của mình thôi mà. Nói đi, tại sao lại nhẫn nhịn một loại người như thế, hả? Anh để cho tôi yên được không? Cô làm xáo trộn cuộc đời tôi. Cô làm cho tôi đau khổ thì được, còn tôi thì không mà. Lúc nào cũng vậy. Tại sao cái thằng Hải đấy luôn luôn có thể quyết định được mọi thứ, còn tôi thì không? Anh thôi đi, chuyện cũ đã qua rồi, đừng có nhắc lại nữa. Tôi cứ nhắc lại đấy, thì làm sao? Tôi phải nhắc lại để cho tất cả mọi người biết cô là loại người háng của thực dụng như thế nào. Phải cho tất cả mọi người biết cái giá phải trả cho kẻ phản bội là như thế nào để có mà né. Anh thôi đi. Bị chồng đánh đập lại còn ngang nhiên dẫn gái về nhà, đấy là cái nghiệp mà loại người như cô phải trả đấy. Tôi ghê tởm cô. Cảm thấy khó chịu với tôi như thế thì tôi sẽ nghỉ việc ngay bây giờ. Anh làm cái gì đấy? Cô đứng yên đó, tôi không cho phép cô đi đâu cả. Anh bị làm sao đấy? Tôi bị hận cô đấy. Cô làm cho tôi đau khổ, cô phản bội tôi. Suốt bao nhiêu năm qua tôi phải đau khổ như thế nào, thế mà tôi vẫn không thể quên được cô. Tôi vẫn rất nhớ cô. Đứng lại! Anh bỏ tôi ra! Bây giờ tôi có tiền rồi, tôi không cho phép cô đi đâu cả. Tôi mua cô! Đừng có để tôi thất vọng với anh như thế. Phải là bạn Kiếm Anh, chủ tịch công ty SVM đấy à? Khá khoa nhở. Chúc mừng nhá. À, nghe nói là con vợ cũ của tao ấy.
Tao đang làm nhân viên quét dọn cho công ty của mày đấy. Gặp chưa? Hả? Thằng khốn nạn này. Nói đi, tại sao mày lại hành hạ My như thế? Hả? Chẳng phải ngày xưa là mày nói là mày yêu My, mày muốn cưới My cơ mà. Làm gì mà căng thế? Vẫn còn yêu cơ. Mày nói đi, tại sao mày lại làm như vậy? Đúng là tao nói tao yêu và tao muốn lấy. Thế nhưng mà tao đâu có nói tao yêu một mình nó đâu. Hả? Tao đâu có nói tao chỉ muốn lấy một mình nó đâu. Đàn ông là phải 5 thê 7 thiếp, hiểu chưa? Nhất là những cái loại bán thân như nó. Bố mày không cần, hiểu chưa? Mày, mày nói cái gì? Ô, thế là mày vẫn chưa biết chuyện gì à? Hả? Thế thôi, để tao kể cho. Ngày xưa ấy, cái lúc mà nhà mày nghèo rớt mùng tơi ra, nợ chồng nợ chất ra ấy, nó phải đến tận nhà tao, quỳ dưới chân tao, xin tao giúp đỡ cho mày. Mà đổi lại, nó phải làm vợ của tao. Thế như thế chẳng phải là bản thân thì là gì? Hả? Hả? Tao bỏ từng ấy tiền để mua nó về, cũng bỏ từng đấy tiền để giúp đỡ cho nhà mày. Thế bây giờ tao chán, tao bỏ, có gì là sai? Hả? Nếu mà thấy tiếc ấy thì cứ nhặt lại về mà dùng nhá. Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao. Nghe chưa? Về mà dùng nhá, nhặt về đây. My, My. Cô My nghỉ việc rồi ạ. Chỗ trọ cũng chuyển luôn rồi ạ. My, anh tìm em mãi. Anh tìm tôi có việc gì? My à, anh xin lỗi. Vì chuyện gì? Vì tất cả. Anh đã biết hết mọi chuyện rồi. Tại sao em lại phải giấu anh? Tôi giấu anh cái gì? Việc em đồng ý làm vợ của Hải để trả nợ cho gia đình anh. My, anh sai rồi, anh xin lỗi. Anh đứng lên đi, anh làm cái gì đấy? Anh đúng là thằng ngu mà. Anh mới là kẻ vô dụng. Chính anh mới là người làm em phải chịu khổ. Anh Kiếm Anh, dừng lại đi. My à, anh biết là anh sai rồi. Em cho anh một cơ hội nữa nhá. Chuyện này em hãy cho anh một cơ hội nữa đi, để anh được đền bù lại cho em nhá. Em gì? Anh còn yêu em, anh không thể quên em được. Em hãy cho anh và cho chúng ta một cơ hội nữa để làm lại từ đầu nhá, được không? Em vẫn còn yêu anh chứ? Thế thì chúng ta bắt đầu làm lại nhá. Sau này anh sẽ đền bù hết cho em luôn.